rồi thế thôi, cứ phải nghĩ thư các bạn cũng chưa biết cam thành được và chưa thơ đang bận bộ lâm bào màu hồng là màu của hoàng kim màu của sự kiện xa nha. Rồi bye bye, xin chào các bạn. Hello fantasy. Các bạn đặt tông cho chị Táo. Là một người con gái còn tinh tranh, một người con gái dịu dàng, duyên dáng Việt Nam với mái tóc thiệt là dài, một mái tóc đen ngắn mượt mà nha, tạo gợi cái hình ảnh ngày xưa đó là những cái cô gái Việt Nam ngày xưa đó là xõa tóc bên cầu nha. Hello, con đương mẹ yêu chùa. Thôi đi. Hồng Điệp tiểu tiên nữ cha mà giống Từ Nghi Thế Hậu. Từ Nghi Thế Hậu già chết bà cố luôn nè. Chị Báo Vẽ chơi. Hello anh Tiền Tạ Hèn, welcome tất cả các bạn. Nghĩ sao Báo đẹp vậy á, mà kêu là Từ Nghi Thế Hậu là sao? Mấy ông mắt không vậy, móc mắt mấy ông ra tôi già xuống dưới đền xi măng bây giờ. Chứ nổi nhìn hỏi thấy bây giờ chứ có vụ nào Từ Nghi Thế Hậu. Tôi má, cuộc đó là bây giờ là mấy đứa nào mà nói chị Báo là Từ Nghi Thế Hậu. Tôi má, bây giờ nó nghe nói là phải là tiểu tiên nữ hoặc là nữ hoàng, thanh nữ hoặc là công chúa gì chứ sao Từ Nghi Thế Hậu là sao? Muốn hiện không được hiện nữa, hiện tình luôn á. Rồi, calm down, khổ gì đó. Em hiền không có cho em hiền, có em giữ